Nhân dịp du lịch Pù Luông đang hot dần dần trên mạng suốt dạo gần đây, hôm nay Hai Chip sẽ share cho các bác một thiên đường nghỉ dưỡng giữa thung lũng được gọi với cái tên Central Hills Pù Luông Resort này nhá. Nằm ngay trên một thửa ruộng bậc thang của bản Pù Luông, xã Thành Sơn, huyện Bá Thước, Thanh Hóa. Đây là khu nghỉ dưỡng sở hữu tầm view triệu đô ra thung lũng xanh ngát và hùng vĩ này. Mỗi căn phòng đều được thiết kế xen lẫn giữa nét hiện đại của cửa kính lớn, ban công cùng với nét dân dã như là màn tổ ong, nội thất tre gỗ, đậm chất dân tộc và mang lại cảm giác mát mẻ, gần gũi. Vì nằm tách biệt với khu dân cư nên resort tạo cảm giác rất tĩnh lặng và bình yên, khiến không gian mang lại sự thư giãn trọn vẹn. Bể bơi vô cực của khu nghỉ dưỡng cũng là nơi rất được săn đón vì từ đây có thể ngắm trọn vẹn khung cảnh thiên nhiên tràn ngập sắc xanh của thung lũng Pù Luông. Wow. Ngoài ra, khi đến đây các bác cũng được sử dụng xe đạp địa hình để đi dạo trong khuôn viên và tham gia các lễ hội văn hóa vào những dịp lễ và cuối tuần. Tuy nhiên, tiện ích và dịch vụ của khu nghỉ dưỡng chưa có nhiều nên một số trải nghiệm sẽ bị gián đoạn đấy. Mặc dù vậy, đây vẫn là sự lựa chọn tuyệt vời cho một chuyến đi chữa lành và ngắm cảnh với chi phí bỏ ra chỉ từ hơn 2 củ khoai. Chuẩn bị plan đi Pù Luông chữa lành thôi nhở,